Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chào đón hai vị bình luận viên xuyên suốt của chương trình, đó chính là nghệ sĩ Kim Tử Long và nghệ sĩ Ốc Thanh Vân. Trời ơi, ngày hôm nay mùa 2, ba chúng ta ai cũng đẹp cả. Mà năm nay có một điều rất là đặc biệt á, là anh Kim Tử Long quay trở lại với chương trình Mãi Mãi Thanh Xuân. Nhưng mà mình giữ một cái vị trí vô cùng quan trọng, đó chính là bình luận viên xuyên suốt của chương trình luôn. Thì cảm xúc của anh như thế nào? Mình thấy các cô, các chú bây giờ lớn tuổi rồi, nhưng mà họ vẫn giữ cái nét thanh xuân đó để mà mình có thể là mình tìm ra được, mình học hỏi để mình làm sao mà sau này khoảng mười mấy năm về sau đó là mình năm mấy thì mình dễ diễn tiếng dễ tươi sướng đúng không? Ban bình luận đã có cái phán đoán gì chưa ạ? Trên cái màn hình đưa ra những cái bản nhạc mà bản nhạc nước ngoài, mà ở dưới thì lại ghi những cái lời Việt. Long nhìn hay ha. Theo anh thì chú này có thể là một người thích ca. Có lẽ rất là khó, cho nên là bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với năm gợi ý của chương trình để xem. E, tất cả đều sai. Trời ơi, có vụ tất cả đều sai. Không có, bây giờ mình phải phân tích và mình tìm ra. Nhiều khi tất cả đều sai mà chú ấy đang làm một cái việc rất là đơn giản, đó là đi dắt hơi. Vậy đó là sự lựa chọn của anh Kim Tử Long. Vì vậy cho nên là anh cũng chưa biết là chọn cái nào. Nếu như vậy thì anh phán đoán cô là một nghệ nhân làm hoa giả, vì nó là rất là chuyên nghiệp. Dạ. Vì vậy cho nên cuối cùng chốt lại là em cho năm cái đáp án kia đi. E, đáp án khác. Trời, sao tôi ghét cái vụ e này quá. Anh là vẫn nghĩ là vẽ tranh ngược kính. Vậy thì anh chốt, anh thay mặt cho Vân, anh chốt là độc tấu guitar ngược. Anh Kim Tử Long, anh có muốn nói gì không ạ? Không nói gì. A few moments later. Cô ơi, nhưng mà con hỏi cô một điều nữa thôi, trước khi mà con không nói nữa. Nãy giờ anh nói không chứ ai nói anh Long. Thì bây giờ anh mới xin nói một câu nữa thôi rồi anh không nói nữa. 2 hours later. Và con thay mặt chương trình Mãi Mãi Thanh Xuân xin cảm ơn cô chú vì đón xem tập 1 Mãi Mãi Thanh Xuân mùa 2 được phát sóng vào lúc 20:35 thứ tư ngày 10 tháng 7 năm 2019 trên kênh HTV7.